tự giới thiệu bản thân mình một chút được không? Mình tên là Sơn, mình từng học kỹ thuật máy tính kế đồ họa. Mình từng học có chuyên ngành là thiết kế 2D. Bây giờ thì mình đang làm việc ở công ty Luna chuyên ngành thiết kế. Không biết là khi mà mới bắt đầu làm quen với chương trình thiết kế đồ họa tại trung tâm á, thì bạn có gặp khó khăn hay là lo ngại gì hay không? Khi mà mới bắt đầu vào học ở trung tâm á, thì mình được học về các kỹ năng phần mềm. Nhưng mà các kỹ năng phần mềm ấy thì cũng chưa giúp mình tự thiết kế được cái sản một thiết kế như mình mong muốn. Tại vì mình muốn mình phải thiết kế được một sản phẩm có mang tính sáng tạo và tính mỹ thuật cho riêng mình. Bạn cho mình hỏi là không biết là sau cái quá trình mà bạn đi làm thực tế á, thì khi mà tiếp xúc với khách hàng thì theo quan điểm riêng của bạn, cái yếu tố nào mà nhà thiết kế phải chú trọng nhất? Sau 2 năm làm việc tại công ty và gặp một khá nhiều khách hàng thì mình cảm thấy là ngày nay khách hàng rất là khó tính trong vấn đề thiết kế và công tác thẩm mỹ của họ ngày càng cao. Vì vậy nên các ý tưởng thiết kế phải đa dạng để phù hợp với ý tưởng của khách hàng. Cho nên một nhà thiết kế phải trao dồi thêm ý tưởng về mỹ thuật, kiến thức về mỹ thuật và cập nhật qua xu hướng liên tục, về những phần mềm này nọ. Ngoài ra thì một nhà thiết kế nên am hiểu chuyên sâu về phần mềm của mình đang sử dụng để giúp đẩy nhanh tiến độ công việc của mình lên và để đảm bảo tiến độ công việc của mình. Theo mình thấy quan trọng nhất trong thiết kế là về vấn đề ấn rất là quan trọng, vì khi mà chúng ta lỡ in sai kích thước hoặc là sai màu thì sẽ dễ ảnh hưởng đến công ty và ngay cả những thể đề hợp đồng cho khách hàng và ngay cả uy tín của chúng mình. Không biết là những cái kiến thức mà bạn đã học được tại trung tâm á, có giúp ích được gì cho bạn trong thời gian vừa qua hay không? Nhờ những kiến thức mình học ở trung tâm và cũng sự giúp đỡ tận tình của giáo viên thì mình khi ra trường mình đã tìm được công việc ưng ý như là ước mơ của mình đã mong muốn khi bước vào trường này. Thì sau một thời gian làm việc đó, thì mình muốn cập nhật liên tục xu hướng hiện tại để phát triển hơn trong công việc của mình. Mình muốn tìm hiểu hơn về nghệ thuật sắp đặt chữ, mỹ thuật tạo hình trong thiết kế để phát triển cái tư duy sáng tạo trong công việc cũng như là trong những cái thiết kế sau này của mình. Dạ em chào thầy. Được biết là thầy Tuấn là người rất có một khoảng thời gian kinh nghiệm rất là dài đào tạo trong cái lĩnh vực đào tạo chuyên ngành thiết kế đồ họa, cho nên là hôm nay em nhận phép được hỏi thầy là không biết dựa trên cái kinh nghiệm giảng dạy của thầy á, thì theo quan điểm riêng của thầy, các bạn trẻ mới gia nhập cái lĩnh vực thiết kế đồ họa thì các bạn còn yếu cái mảng kiến thức gì và các bạn còn cần học thêm những cái mảng gì? Trời ơi. Thì trước khi để nói vấn đề này thì thầy cũng xin giới thiệu thêm một tí. Thì thầy tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành đồ họa. Thì thầy làm công tác giảng dạy này thì cũng hơn 10 năm rồi. 10 năm. Thầy cũng dạy nhiều các hệ học như đại học, sinh viên đại học rồi các cái trung tâm vân vân. Thì quá trình dạy học như vậy thì thầy cũng có giới thiệu cho nhiều em ra các công ty đi làm việc. Thì nhiều vấn đề để nói nhưng mà thầy xin tóm tắt lại một số ý thôi. Thì nói chung thì cái sinh viên ở các trường đại học mà học về chuyên ngành đồ họa thì các em sẽ được đào sâu về kiến thức mỹ thuật, về ý tưởng và đồng thời được trang bị kiến thức về các kỹ năng khác như kỹ năng phần mềm rồi kỹ năng thực tế với công việc khi ra trường. Còn ngược lại thì một số cái hệ đào tạo như là trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề, ví dụ như là của mình đây chẳng hạn, thì phần lớn các em thì chính vì cái yếu tố là nó không có năng khiếu nhiều thì các cái trường hay đào tạo cho các em về kỹ năng nhiều hơn là về mỹ thuật. Thì như thế thì hai cái nguồn này ra trường ấy, thì các em sẽ bị phải chạm mặt với những cái việc sau đây thế này. Thứ nhất là những cái em mà các nơi mà nó đào tạo về mỹ thuật nhiều thì các em nó sẽ có lợi thế nhiều hơn. Trong khi đó thì có nhiều vấn đề như là về kỹ thuật thì một số cái trường đại học mình đào tạo thì không sâu. Còn ngược lại thì các em ở dưới trung cấp đó, các hệ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp chẳng hạn, thì chính cái yếu tố là các em không có năng khiếu thì nó có nhiều nơi họ xoáy mạnh về vấn đề kỹ năng. Thì khi các em ra trường thì các em lại cũng có thể có thuận lợi về công việc nó phù hợp, nhưng mà lại phải vướng vào cái chỗ là các em yếu về ý tưởng, về kiến thức thẩm mỹ. Đó là hai cái vấn đề nó hơi trái ngược nhau một chút như vậy. Thì để dung hòa lại theo cái xu thế bây giờ, thì xu thế bây giờ thì xã hội đòi các em là khi các em ra trường ở các bậc đại học hoặc ở trung cấp cũng vậy, đều phải giỏi cả hai lĩnh vực. Thì tùy thời điểm thôi, nhưng mà thầy nghĩ thời điểm bây giờ đó thì các em nó ra trường nó là nó phải giỏi về kỹ năng, rồi kỹ năng nhiều hơn, tại vì công nghệ phát triển mà, phát triển mạnh quá, rồi kỹ năng nhiều hơn. Nhưng mà các em ở trung cấp ra hay là đại học thì người ta cũng đòi ý tưởng, đòi về kiến thức thẩm mỹ, bây giờ nó như thế. Do đó thì cả hai nơi, cả hai phía để phải hiểu rằng vấn đề nó như thế. Thì nó cụ thể ví dụ như là các em ra về làm về các công ty về design chẳng hạn, cũng đòi các em là thì nay bây giờ nó đòi các em giỏi phần mềm 3D, Illustrator, Photoshop, rồi InDesign vân vân, đòi và biết rằng phải biết các kỹ thuật về in ấn, kỹ thuật tính giá, tức là nói chung về công việc thực tế nhiều hơn. Nhưng mà đồng thời đòi các em phải tiếp cận với khách hàng, mà khách hàng thì nó đòi thẩm mỹ, đời gu, hiện nay nó đòi cao. Thì ở đấy thì các em ở trung cấp mình thì chính vì yếu tố là năng khiếu ít, đấy thầy nói rồi đấy, năng khiếu ít, thành ra là các trường trung cấp đào tạo thì cái không dám mạnh dạn đưa mỹ thuật vào, không dám mạnh dạn, tại vì các em nó sẽ gặp khó khăn trong cái chuyện mà nó tiếp nhận. Do đó thì nhưng mà yêu cầu xã hội là đòi cái đó, đối với các em cũng đòi đó. Do đó thì theo ý kiến thầy thì mình sẽ phải tìm cách sửa đổi lại cái chương trình đào tạo mỹ thuật cho các em ở các hệ bậc trung cấp phải sửa đổi lại, phải sửa đổi cho nó thực tế hơn nha. Tuy là các bạn mạnh về phần kỹ thuật, về kỹ năng ở hai bậc này, nó mạnh về cái đó, nó được đào tạo nhiều, nhưng mà phải làm thêm về vấn đề mỹ thuật nữa thì các em ấy sẽ có nhiều cơ hội việc làm nhiều hơn theo cái xu thế bây giờ. Dạ, em chào anh. Anh có thể tự giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Thành Phú, hiện đang công tác ở chế bản Thien, có 10 năm kinh nghiệm về chế bản điện tử. Dạ, theo anh thì qua kinh nghiệm thực tế của mình thì hiện tại anh thấy nhà tuyển dụng sẽ đánh giá một cái ứng viên vào vị trí designer dựa trên những cái tiêu chí nào? Thì nếu như mà những nhà tuyển dụng mà đánh giá designer trên những tiêu chí là phải biết những cái phần mềm đồ họa làm Corel, Photoshop. Ngoài những công cụ đó thì mình phải biết về yếu tố mỹ thuật, mắt thẩm mỹ, rồi mình sẽ biết về những cái bình trang in ấn. Ví dụ mà bình trang thì mình sẽ bình lên cái ấn phẩm đó, sẽ bình lên cái giấy bao nhiêu trên một tờ nhảy bao nhiêu con này. Rồi sao? Thì các bạn sẽ trang bị cho mình những kiến thức này thì các bạn sẽ được tuyển dụng cao hơn, có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Tiếp theo có gì mình sẽ cố gắng. Sao đúng không?